Thưa quý vị, quán triệt các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp thành phố Đà Nẵng đã ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hành quyền công tố, tổ chức trình chiếu chứng cứ, cũng như phối hợp với tòa án cung cấp đưa ra xét xử hiệu quả nhiều vụ án hình sự, tránh oan sai bỏ lọt tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại quận Hữu Hành Sơn. Đây là phiên tòa xét xử án hình sự về tội chống người thi hành công vụ tại Tòa án Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã trình chiếu các tài liệu được thu thập trong quá trình điều tra xét hỏi đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn cũng đã chủ động phối hợp với Tòa án Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn là chọn cái vụ án này để xét xử rút kinh nghiệm, kết hợp với việc trình chiếu tài liệu chứng cứ tại phiên tòa, vừa để nhằm cho bị cáo phải thâm phục khẩu phục về cái hành vi phạm tội của mình, làm cho cái vụ án được thuyết phục hơn, đồng thời là cũng đáp ứng được cái yêu cầu chuyển đổi số của ngành Kiểm sát Nhân dân. Được chọn là phiên tòa điểm để rút kinh nghiệm, nên trong quá trình xét xử, trình chiếu chứng cứ, xét hỏi của tòa án được kết nối trực tiếp thông qua môi trường mạng với phòng ban chuyên môn của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và các quận huyện, nên các chứng cứ nội dung luận tội của kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa được chuẩn bị công phu, cụ thể, sắc bén. Thông qua cái việc mà tổ chức các phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm này thì kiểm sát viên sẽ nâng cao được trình độ chuyên môn, năng lực cũng như là tăng cường cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cái hoạt động công tác của mình nhằm đáp ứng cái việc thực hiện công nghệ số hóa cũng như là kịp thời với thời đại 4.0, đồng thời là góp phần cải cách nền tư pháp hành chính. Bên cạnh việc trình chiếu chứng cứ minh họa bằng hình ảnh, sơ đồ hóa hành vi phạm tội của từng bị can, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn còn đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Trong thời gian qua, lãnh đạo đơn vị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn còn đưa ra nhiều cái giải pháp, trong đó có việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, nhất là việc giải quyết các cái vụ án hình sự. Chúng tôi đã tiến hành các cái hoạt động kiểm sát, thu thập tài liệu chứng cứ qua việc cử kiểm sát viên tham gia cùng với điều tra viên hỏi cung bị can, lấy lời khai các đối tượng có ghi âm, xác minh camera, trích xuất dữ liệu điện tử để góp phần đảm bảo việc truy tố các bị can có căn cứ đúng pháp luật. Việc tiên phong áp dụng khoa học kỹ thuật số hóa vào hoạt động xét xử án sơ thẩm đồng bộ từ quận huyện đến thành phố, nên từ đầu năm đến nay, đội ngũ kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp đã thực hiện gần 80 phiên trình chiếu tài liệu chứng cứ. Qua đó, chưa có trường hợp nào bị tòa án cung cấp trả hồ sơ điều tra lại. Không có vụ án nào bị đình chỉ do bị can không phạm tội.